đây là chợ Tân Phú, Sài Gòn, đường Nguyễn Thái Học. Bữa nay ngày rằm tháng chạp nên bà con bán trái cây rất là nhiều, bông cúng. Đây là đường Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, đường Lý Văn Bích. Trước đây có tên là Hương Lộ 14. Phải, đây là đường Dường Lài quý vị. Tắt qua đây là đường đi qua Hội Ngọc Hầu. Đường kinh Tân Hóa, ngày xưa đây là con kinh Thúi, bây giờ làm cống hộp quý vị, đang chạy trên cái con kinh cũ. Bên phải là trường phổ thông Tân Phú, nhận các học sinh ở các tỉnh về đây nội trú học.
khu tái định cư của dãy tỏ kinh Nhiêu Lộc Thị Nghèo gì, bà con về đây ở trong cái hẻm này. Quý vị thấy hẻm Sài Gòn, hẻm lao động rồi. Đây là cái chợ của khu phố. Tôi vừa vòng qua cái chợ chung cư Huỳnh Văn Chính và khuôn Việt và Âu Cơ. Bên tay trái là quận Tân Bình, còn bên tay phải của đường là quận Tân Phú.
Rồi phía trước trên đây là giao lộ giữa Âu Cơ và Lạc Long Quân. Rồi trái vô khoảng 500m là đến ngôi chùa cổ ở nhất ở Sài Gòn, chùa Giác Lâm á quý vị. Phải là đường Lạc Long Quân đi Đầm Sen. Bên phải đường đây là phường 11, quận 11 rồi quý vị, đường Âu Cơ. Bên tay trái là quận Tân Bình. Kẹt xe tôi phải leo lề mới đi được, chứ không là đứng hình luôn quý vị. Thì có nhiều quý vị than phiền là tôi vi phạm luật, nhưng mà ở Việt Nam thật sự cái này tôi cũng biết sao luôn.
đây là đường 3 tháng 2. Ngày xưa là Trần Quốc Toản cái gì. Qua đây là Lý Nam Đế quý vị.